Gần đây bạn có biết hai cái bài hát là rất là hot ở trên cộng đồng mạng không? Bài gì vậy? Bùa yêu như chạy ngay đi. Chạy ngay đi hả? Bạn thích bài nào hơn trong hai bài đó? Bùa yêu. Bùa yêu hả? Vậy bạn nghe hai bài đó bao nhiêu lần rồi? Không nhớ nữa. Không nhớ luôn hả? Tại vì... Vậy là bạn nghe bài nào nhiều hơn? Nghe bùa yêu nhiều. Còn cái bài chạy ngay đi bạn nghe nhiều chưa? Nghe 3-4 lần. 3-4 lần hả? Vậy nghe xong bạn cảm nhận gì về cái bài hát đó? Hay. Hay. Hay về yếu tố nào, ví dụ như là hình ảnh hay gì? Phong sinh. Ủa, đang nói vậy, chạy ngay đi mà. Chạy ngay đi á. Vậy chạy ngay đi thì bạn có ấn tượng gì? Diễn viên sinh. Diễn viên sinh hả? Cái chị đó sinh hả? Chị đó là người Thái Lan, nó rất là sinh á. Sinh giống như bạn đó. Rồi. Thế bạn có nhớ một cái câu nào trong cái bài chạy ngay đi không? Chạy ngay đi. Chạy ngay đi, ngoài câu đó ra còn nhớ câu nào không? Không nhớ. Không nhớ thêm một từ nào luôn á hả? Về bài của Bích Phương thì bạn nhớ được câu nào không? Yêu không yêu, không yêu nói một lời. Vậy hả? Rồi, cảm ơn bạn nhé. Chào chị tên gì? Em tên Oanh. Chị Oanh à, chị biết gần đây ở trên cộng đồng mạng có hai ca khúc rất là hot không? Dạ. Chị em biết nghe qua nhưng mà em ít nghe lắm, tên Tùng đúng không? Vậy chị biết tên bài đó là gì không? Gì chạy đi gì đó. Chạy ngay đi đúng không? Chị nghe bài đó mấy lần rồi? Có lần. Có lần hả? Chị nghe xong bài hát đó chị cảm nhận như thế nào? Nói chung là MV đẹp. Nhưng mà cái ca từ thì không có hay cho lắm. Ca từ không có hay cho lắm mà. Chị nghe chị có hiểu ca từ của nó luôn không? Không hiểu luôn hả? Nghe xong bài hát chị nhớ được một câu nào trong bài hát đó không? Không à? Trước thì không có nhiều bài hay em còn nhớ đi giờ. Dạ. Chị có phải là Sky không? Không. Không à? Vậy chị có nghe bài Bùa yêu của Bích Phương chưa? Bài gì chưa? Bùa yêu ạ. Chưa luôn. Chưa luôn à? Bạn nghe cái bài hát mới của Sơn Tùng MTV chưa? Được rồi. Rồi cái bài Bùa yêu của Bích Phương bạn nghe chưa? Mình nghe cũng được một lần. Nghe một lần hả? Vậy chạy ngay đi bạn nghe bao nhiêu lần rồi? Mình nghe cũng hai lần rồi. Hai lần hả? Bạn cảm nhận gì về cái bài chạy ngay đi của Sơn Tùng? Bài đó thì nhạc hay nhưng mà lời thì hơi nhanh, lúc đầu coi thì không hiểu nhưng mà sau thì mình coi không hiểu. Ý là coi vài lần rồi mới hiểu đúng không? Thế bạn ấn tượng nhất gì trong cái bài hát đó? Thấy gì thấy nhạc hay thôi chứ không có gì. Bạn có thuộc câu nào trong bài đó không? Không. Chị biết gần đây có một cái ca khúc rất là hot ở trên mạng không? Mấy ngày gần đây có một ca khúc rất là hot và lượt view rất là khủng trên mạng á. Hai ba ca khúc lận. Của Sơn Tùng. Không thích đâu. Không thích của Sơn Tùng hả? Không thích mấy bài trước thôi, bài Ly không thích. Chị nghe bài đó nhiều chưa? Không đâu, vì không thích nhiều. Vì không thích, ý là mình nghe rồi mình mới không thích hay là vì mình không thích mình không có nghe? Nói chung cái nhạc như gì em cũng ngày hôm qua thì thích, mà cái bài đó tự nhiên nghe vô không có thích rồi, không thích luôn gì đó. Không thích luôn. Còn chị... cũng ngày hôm qua nghe một lần là thích rồi. Vậy cái bài chạy ngay đi chị nghe mấy lần rồi? Nghe một lần. Nghe một lần hả? Rồi lần có nhớ câu nào trong bài hát đó không? Chạy ngay đi. Chạy ngay đi. Chào bạn, biết gần đây có một bài hát rất là hot ở trên mạng không? Dạ là bài Chạy ngay đi. Chạy ngay đi hả? Của Sơn Tùng hả? Bạn nghe bài đó chưa? Dạ nghe rồi. Nghe rồi hả? Nghe mấy lần rồi? Nghe chưa tới một lần nữa. Chưa tới nghe một lần. Một lần nhưng mà một nửa thôi. Ý là mới có một nửa bài hát thôi đúng không? Dạ. Bạn cảm thấy gì về bài hát đó, cảm nhận á? Em không nghe rõ lời. Không nghe rõ lời hả? Nghe xong bài hát đó bạn nhớ được cái câu nào không? Để em nhớ. Chạy ngay đi. Chạy ngay đi hả? Ngoài câu đó ra còn câu nào nữa không? Dạ hết rồi. Hết rồi hả? Ủa mà sao không nghe hết bài hát mà nghe được có nửa bài vậy? Tại vì em chỉ nghe thử thôi. Nghe thử thôi hả? Mà nghe không hết bài luôn? Dạ không. Về bạn không phải là Sky hả? Dạ không, Sky. Thế bạn có thích bài nào của Sơn Tùng không? Nghe bình thường thôi chứ không phải thích. Bình thường thôi đúng không? Thế bạn có biết cái bài bùa bài bùa của yêu, bùa yêu đúng không? Em nghe rất nhiều lần luôn. Nghe rất nhiều lần hả? Khoảng nhiêu lần rồi? Chắc cũng gần 10 lần. Vậy bạn thích nhất câu nào trong bài hát đó? Không yêu hay yêu, yêu hay không yêu nói một lời. Ok, thế hai bài hát về bài Bùa yêu và bài Chạy ngay đi của Sơn Tùng, bạn thấy bài nào chất hơn? Cả hai đều hay nhưng mà em thích nghe Bùa yêu hơn. Vậy hả? Ok, cảm ơn bạn nhé. Ê, chạy mau. Rồi, ok mọi người, mình sẽ kết thúc cái video ở đây và các bạn đừng quên là đóng góp ý kiến của các bạn về cái cảm nhận và suy nghĩ của các bạn về hai ca khúc Chạy ngay đi và Bùa yêu của Sơn Tùng và Bích Phương nhé. Hãy đóng góp ý kiến của các bạn ở dưới phần bình luận video và đừng quên like, đăng ký kênh để nhận những video mới của mình nhé. Bây giờ thì bye bye.